Tin vui về thể thao, tại giải vô địch mai trẻ quốc gia năm 2023 được tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh vừa qua, đội tuyển trẻ tỉnh Hưng Yên xuất sắc giành được 7 huy chương. Diễn ra từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 7 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, giải vô địch mai trẻ quốc gia 2023 với sự tham gia của 26 đoàn với trên 400 vận động viên đến từ các tỉnh thành ngành trên cả nước. Đoàn Hưng Yên tham gia giải với 12 vận động viên. Trải qua 7 ngày thi đấu, đoàn Hưng Yên đã xuất sắc giành được 7 huy chương với 1 huy chương vàng, 6 huy chương đồng. Trong đó, huy chương vàng thuộc về vận động viên Nguyễn Hữu Tùng ở hạng cân 45kg nam.